Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Diablo 3. Và mình đang đánh solo. Thì hồi nãy mình đánh ra một cái con, mình không có quay ở khúc đó. Cái này là chỉ là chơi cho vui thôi. Nhưng mà phát hiện ra một cái con là Hero to the Queen. Thì nó ra một cái cửa. Và chúng ta, mình muốn cho các bạn xem cái cửa này. Đây không phải là cow level sao? Thật sự không? Ừ, cow level. Woo. The Cow Queen chứ không phải The Cow King. Theo mình nhớ thì là The Cow Queen chứ không phải là The Cow King. Bởi vì The Cow King đã bị giết ở Diablo 2 rồi. Ring bam. Rồi, Cow Level is alive. Màn chơi chuồng bò. Cow Level. Tất cả những người chơi Diablo đều biết Diablo có một cái là Cow Level. Watch Rage. Cô tư đi. Thì Cow Level này có vẻ những con bò nó thấy nó hơi nhỏ so với lần Diablo 2. Con bò nó bự lắm. Thấy con bò nó bự hơn cả nhân vật nữa. Rất là mắc cười. Thì con này có shield, có khiên, có teleport. Rồi, nó cũng đã chết rồi. Làm sao mà chịu nổi. Thì khi mà đi solo, mình đi solo để mình đánh cho nhanh thì mình không có tăng lên. Mình đang chơi Thorman 1 thôi. Để đi kiếm đồ này nọ cho nó nhanh. Tại vì không cần thiết phải đẩy Thorman lên cao quá. Quá dữ. Tự nhiên nãy đi xuất hiện, phát hiện được The Cow Level mới đã chứ. Hero to the Queen. Cái gì đây? Bây giờ bò ngoài chiến binh còn có phù thủy nữa. Cầm cái cây gậy hay cái gì đó đập vô mặt mình kìa. Đó, con đó thôi kệ nó đi. Ta mở thùng coi xem có cái gì. Được 800 đồng. Mình không biết lấy cái hình nó có hình đầu bò nữa là cái gì. Not the cow level. Tiếu thiệt. Thế giới bò. Đây là thế giới bò. Thùng quá chừng luôn. Nhưng mà đồ thì không ngon. Cũng rất may là mình quyết định là quay lại cái này. Rất là miếng thịt bò. Rất là miếng thịt bò. Tiếu thiệt đó chứ. Chúng ta mở thùng này ra xem nữa coi. Cái gì đây, con đuôi không? Flitting, không phải con đuôi. Con đuôi là cái điện vàng vàng đó hiện đang bắn trên người mình á. Nếu mà có cái ống đó thì chúng ta đi tiêu diệt mấy con quái nó nhanh hơn. Mình sẽ đi hết cái màn này luôn, mở hết cái màn này luôn. Xem thử chúng ta có cái gì nữa. Quá đã. Vô đây. Đừng có đánh con Enchanted của tôi chứ. Nhỏ đó yếu lắm. Nhỏ đó chỉ thuộc dạng là hỗ trợ mà búp cũng không ra búp mà hỗ trợ gì kiểu gì ấy. Không thật sự nhỏ đó nó không hay. Mình đang thử mấy con hỗ trợ. Chúng ta gọi là đệ đó. Follower. Cũng chỉ đi theo thôi. The Cow Infernal Bovine Shaman. Giờ mấy con bò này lại có cả phù thủy nữa chứ không phải là gói gọn vô. Gì đây con đuôi chăng? Fortune, fortune. May mắn, may mắn. Vixen. Chúng ta đi lấy cái... Nó làm chậm quá. Quá đã, cái gì thế? Cái gì thế? Muốn gì? Tất cả hãy nhào vô đây. Để mình biến bự lên. Có con chùm. Ui chàng ơi. Không phải thế giới bò mà. Bò không là sao? Tron chăng? Chúng ta bị tron bởi nhà sản xuất. Tếu thật, tếu thật. Đập cho chết hết luôn. Điện giật nè. Thì
Hiện tại mình cũng đã nâng cấp cái điện lên khá là mạnh, cũng 700% weapon dam rồi. Để mình nhảy vô trong đó dược tường luôn, chứ mấy con này dựng tường lên không biết để làm gì. Lại đây em, chạy đâu vậy? Vortex. Vortex là cái gì không biết nha. Lại đây. Hell Reservoir. Lượm được miếng thịt bò. Well Crystal. Nói chung là thế giới bò là có thế giới bò rồi. Vậy là vui rồi. Hay thật, hay thật. Tự nhiên đi đi cái phát hiện ra có thế giới bò. Nó cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Mình thấy cái con nó khá là lạ. Hình như hình con bò luôn chẳng hạn. Chắc là vậy. Cái mình chạy theo mình giết nó. Chúng ta đi. Bây giờ chúng ta có cái búp. Có được cái búp. Không có bị hao hụt năng lượng. Sử dụng không có bị hao nổ. Frenzy kìa. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Rồi, nhảy tới thằng này đập nó. Đập nó. Tăng tốc độ gì? Tăng tốc độ đánh, tốc độ đánh. Frenzy là tăng tốc độ đánh. Chúng ta không bị hao nộ nữa. Đánh thoải mái luôn. Đó, chết. Thịt bò quá chừng luôn. Mình đi, chắc là mình phải đi hết chỗ này luôn. Bởi vì... không có cơ hội vô đây lần thứ hai, chắc là không có cơ hội vô đây lần thứ hai. Ta mở hết đường ở trong, mở hết bản đồ luôn, đi hết bản đồ luôn. Để chúng ta coi thử coi nó có tầng 2 hay không. Mà nãy giờ màn này thì thùng rất là nhiều nha. Mình thấy là thùng, nãy giờ gặp thùng nhiều lắm. Nhưng mà đồ mạnh thì không có. Đồ thường không. Mở ra không có cái gì mạnh hết. Chỉ có được viên ngọc với lại thịt bò thôi. Để đi về phía bên này tiếp. Xem coi bên này còn cái gì nữa. Một con bò. Ây da, oh, tưởng nó làm cái gì chứ té ra là quá chừng luôn. Tiền không là tiền. Đã, thế giới bò. Và xuống dưới này thử coi. Chúng ta đi tìm The Cow Queen. Theo mình được biết là ở đây là có The Cow Queen chứ không phải là The Cow King. Là nữ hoàng bò. Chứ không phải là vua bò. Đây đây đây, Scarrow. Con người rơm. Chúng ta chưa thấy... có gì tiến triển hay ho gì ở đây hết. Đồ xanh thì không lụm, để đỡ tốn chỗ. Đồ xanh nói chung đồ bây giờ lụm về chỉ có ép thôi. Đem đi đập ra đồ. Enlighten là cái gì ta? À, tăng thêm kinh nghiệm. Tăng thêm kinh nghiệm cũng không có làm gì. Đó, cái thùng vàng hồi nãy mình hụt nè. Đồ bình thường quá. Đồ bình thường quá. Thùng trắng và thùng vàng kế bên nhau. Hy vọng ta giết được con bò chùm nó sẽ cho chúng ta cái gì. Đồ legendary chẳng hạn. Thịt bò. Ủa, ăn thịt bò rồi đúng không? Không biết lấy thịt bò được cái gì hay không. Thế giới bò gì cho đồ cùi quá. Không thật sự mạnh. Không thật sự như mong đợi. Những cái xác thì cho tiền quá chừng luôn. Còn mấy cái thùng này mở ra thì đồ cũng không mạnh lắm. Người ta thấy là xác cho tiền nhiều lắm. Quá chừng tiền luôn, chắc cũng phải mấy ngàn á. Còn mấy cái thùng này thì đồ quá yếu. Thùng trắng là đồ xanh. Mà thùng vàng là đồ vàng thôi. Vậy chừng nào có thùng legendary. Vô đây.
Có thằng đệ, nó nổ nhanh quá. Con bò nó không kịp làm gì hết. Mình đi mở hết cái màn này coi thử coi The Khao Khuynh nó ở đâu. Ê, linh hồn của The Khao Khuynh kìa. Đâu? Time to get mu. Oh, Rồi, Slay the Inferno. Bowler là tiêu diệt nguyên một cái tụi này luôn. Tụi này là nguyên một cái đàn bò nè. Chúng ta phải tiêu diệt nguyên cái đàn bò đó. Rớt thịt bò ra ăn mới ghê. Lên đây. Ủa nó không có hồi kết hả? Ghê vậy. Làm những cái chuyện mà không có hồi kết được. Ra đây. Uống hết. Bùm. Điện giật nè em. Nhảy lên. Dậm xuống. 22 kill. Giết 22 con cùng một lúc. Được chưa? Oh yeah, thùng kìa. Thùng này xịn hơn mấy cái thùng hồi nãy giờ, xịn hơn mấy cái thùng ngoài này nhiều. Mở nào. Cũng như không. Còn bên này. Cũng không thật sự có cái món đồ nào gọi là nhìn nó được màu cam thì tốt. Toàn là đồ vàng là hết cỡ. Còn một cái thùng phía trên này mình sẽ mở thử coi. Đồ vàng không. Bò, bò, mu, ở đây nó không có kêu mu, mu, mu giống như ở phần 1, phần 2 chứ, lộn. Phần 2 vô thấy với bò nó kêu dữ lắm. Thằng này nghe sao không nghe tiếng nhiều. À, đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị á chứ. Mình cứ tưởng là nó không có thấy với bò. Rốt cuộc cũng có. Đó, The Cow Queen kìa. Đó. Nữ hoàng bò đó, chùm đấy bô vai bô ten tây hả? Là cái gì? Không hiểu. Chùm thì vẫn cứ đánh theo kiểu đánh chùm. Con chùm nó hơi bị dai đó nha. Tuy nhiên chúng ta không có gì thế mà sợ nó được. Anh hết nộ hả? Hết nộ. Đó, ra đông rồi đó. Ra đông tăng nộ cho nó nhanh. Chứ không gì hết. Tại đây. Hả? Các bạn thấy cái xác con bò không? Cái xác bên này nè. Nhìn mắc cười. Xác nhìn mắc cười quá. Để coi thử coi nó chết thì nó sẽ ra cái gì. Chúng ta hãy nuôi hy vọng là chúng ta kiếm được món đồ legendary từ con bò này. Rồi. Hy vọng của anh đã bị khước từ. Bởi vì tôi không cho. Vậy là chúng ta đã đi hết thế giới bò rồi. Rồi và mình sẽ lụm luôn mấy món đồ xanh này để đem về. Thì thế giới bò này cũng rất là ngẫu nhiên. Mình cũng không biết lúc nào nó sẽ xuất hiện. Cho nên khi nếu mà có thì, như lúc này nữa hoặc là có những cái thế giới nào khác nữa thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong những video clip ngắn như thế này nữa. Thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.